để anh nói luôn. Để anh nói luôn. Cầm ít luôn nha. Rồi, ông tác đầu tiên là cái gì? Kỹ cho cầm vật. Kỹ cho cầm vật đúng không? Em nói thẳng đấy. Sau đây là cái đối tượng đầu tiên là... Bấm thua không? Không. Anh bỏ vợ ta đi. Không, anh bỏ vợ làm gì? Anh chắc chắn là anh nói khá là dùng đó. Anh nói. Chuyên môn rồi, nó thuộc về chuyên môn rồi. Bấm thu đúng không? Đâu em từ chị em đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.